mình về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Và bây giờ Dung Hớn đang ở Cao Bằng. Non nước Cao Bằng, bức ven rộng phía đông bắc của Tổ quốc, không chỉ được biết đến là nơi cội nguồn cách mạng, địa linh nhân kiệt, mà đây còn là vùng đất có bề dày về văn hóa, lịch sử, với nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng, được nhiều du khách yêu mến, tìm đến thưởng ngoạn. Bên cạnh tháp Bản Dốc hùng vĩ, di tích Bác Bó đậm dấu lịch sử hay hồ Thang Hen mơ màng, Cao Bằng còn thu hút bởi nền ẩm thực địa phương đa dạng và độc đáo. Bằng chính những thứ quà từ thiên nhiên mộc mạc và đơn sơ, với đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây đã tạo lên những món ăn đặc sản lạ miệng và cuốn hút. Nhắc đến món ăn đặc sản của Cao Bằng thì không thể không nhắc đến chám, thức quả gắn với món xôi nổi tiếng ở nơi đây. Chám đen là loại quả được sử dụng để chế biến xôi chám Cao Bằng nức tiếng gần xa, với màu đen sẫm, hơi bóng nhẹ, có lớp phấn trắng bao phủ bên ngoài. Chị ơi, mùa chám vào tháng mấy là ngon nhất hả chị? Tháng ngon nhất là vào tháng 8 dương lịch hàng năm. Thường thì mình sẽ thu hoạch từ tháng mấy đến tháng mấy ạ? Thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch ạ. Và xôi chám chính là một trong những món ăn không thể bỏ qua. Muốn nấu cái nồi xôi chám này thì nó có cần cái điều gì đặc biệt không ạ? Và cái loại gạo này có gì khác so với những cái loại gạo khác không? Ở Cao Bằng thì gạo nếp rất là ngon. Dạ. Nên là đồ xong rồi hôm nay đồ nhá, đến ngày hôm sau nó rất mềm dẻo ngon. Vâng. Quý vị không ở hiện trường cho nên là không thể ngửi được mùi thơm của thịt với cả hành khô. Và bây giờ sẽ đến bước tiếp theo, đấy là cho chám vào xào với cả thịt. Chị ơi, chám đây ạ. Rồi, anh chờ em một chút nha. Thấy những nơi khác ý, thường là người ta cho chám với cả thịt vào luôn với cả xôi, nhưng mà ở đây lại là xào chám riêng. Có thể làm theo hai cách, một là có thể cho chám vào đồ theo xôi, nhưng ở Cao Bằng thì làm thường là xào riêng ra thì ăn sẽ động vị nó sẽ ngon hơn. Món xôi chám đen thường được lựa chọn trong thực đơn của cỗ cưới, đám hỏi, món ăn của các nhà hàng. Xôi chám ăn ngon nhất khi ăn cùng lạp sườn Cao Bằng. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Rất thơm mùi của chám à, hơi có một gì đấy chát. Xong rồi thơm của mùi hành phi với cả thịt này. Đấy, em vừa cắn phải miếng thịt đấy. Đấy, thịt lợn đen đấy. Mà quan trọng nhé, xôi này nhìn thì có vẻ là rời nhưng mà ăn lại rất là dẻo. Để đến hôm sau nó vẫn dẻo cơ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của Dung Hớn dành cho hai đội chơi. Hai đội chơi hãy điền vào chỗ trống câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Việt Bắc. Mình về rừng núi nhớ ai? Ba chấm, Bùi để dụng. Ba chấm, Mai để ra.